cho thế giới an vui đẹp biết bao. Và chân lý giản ngời còn độ cho chúng sinh an lạc muôn đời. Tăng chúng nhiều đời truyền trao giáo pháp an vui rộng khắp nơi, ai cũng thấm nhuần lòng từ bi xóa tan hận thù. Người ơi yêu thương hận ghét hợp mãi sân si, bao nghiệp chướng đi vào tâm thức nên tu thiền tâm sẽ thấy tâm ta. Từ ngàn đời Phật tính có trong lòng ta, vẫn thấy cuộc đời còn bao tham ái yêu thương tình khó phai. Năm than tu hành mình cùng nhau vẫn luôn tin vào ngày mai. Bao nghiệp chướng đi vào tâm thức nên tu thiền tâm sẽ thấy tâm ta. Từ ngàn đời Phật tính có trong lòng ta, vẫn thấy cuộc đời còn bao tham ái yêu thương tình khó phai. Năm tin vào ngày mai, năm tháng tu hành mình cùng nhau vẫn luôn tin vào ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Diện kiến uy nghi của quý ngài, hân hoan nhớ lại của xa xưa, Thế Tôn từng bước vào tinh sáng, thuyết pháp độ sinh để cứu đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch đại đức giảng sư. Hôm nay đạo tràng Phật hạnh niệm Phật chùa Phúc chúng con thuộc thôn Hòa Trung, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Đạo tràng chúng con tổ chức khóa tu một ngày. Hôm nay hội đủ duyên lành, chúng con được cung nghinh đại đức giảng sư ở trong thành phố Hồ Chí Minh đã quang lâm đạo tràng để thuyết pháp cho đạo tràng chúng con. Ban tổ chức chúng con xin trân trọng được giới thiệu trên pháp tòa đại đức Thích Phương Tiến, thành phố Hồ Chí Minh. Về dự khóa tu hôm nay còn có các Phật tử thập phương, trên 600 Phật tử
xin được trân trọng giới thiệu. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh như pháp, chúng con xin đê đầu bái bạch đại đức giảng sư Thủy Từ Gia Hộ giảng pháp cho đạo tràng chúng con, để chúng con lấy đó là tư hương trên bước đường tu nhân học Phật, hiện tiền được an lạc, vị lai được giải thoát. Cũng xin thay mặt cho đạo tràng nguyện cầu mười phương chư Phật Thủy Từ Gia Hộ cho đại đức giảng sư thân tâm thường an lạc, đạo quả viên thành, chúng sinh dị độ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư cô trụ trì chùa Hoàng Phúc, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay đầy đủ duyên lành để chúng tôi trở về chùa vài phút, xin chia sẻ Phật pháp cùng các vị. Lời đầu tiên là nguyện cầu chư Phật gia hộ cho sư cô và toàn thể quý Phật tử tu hành tinh tấn phước huệ trang nghiêm. A Di Đà Phật. Thì xin thưa các vị, hôm nay là một ngày tu học của các vị. Thì thầy sẽ trở về đây với hai buổi thuyết pháp. Buổi sáng này thầy đến với các vị là một bài pháp thoại. Buổi chiều thì chúng ta chia sẻ về mặt pháp đàm, tức là Phật pháp vấn đáp, để thầy chia sẻ với các vị những gì mà nghi vấn trong con đường tu học, những gì chúng ta chưa biết về Phật pháp. Thì buổi sáng hôm nay thầy xin chia sẻ với các vị với một đề tài là tri túc trong đạo Phật, hay gọi là biết đủ trong Phật giáo. A Di Đà Phật. Cái từ tri túc là từ rất quen thuộc với chúng ta, nhưng mà đôi khi chúng ta chưa hiểu, hoặc là có những lúc chúng ta sẽ hiểu lầm. Vì vậy hôm nay thầy muốn chia sẻ với các vị để hiểu một cái từ rất thông thường, để giúp cho chúng ta hiểu, để tập cho mình một cuộc sống như thế nào để bảo vệ hạnh phúc lâu dài trên con đường của Đức Phật. Đôi khi có những cái chúng ta không hiểu cái từ này, hoặc là không tập quen sống theo một tinh thần quý báu mà Đức Phật dạy như thế này, thì chúng ta tự làm khổ mình. Nếu chúng ta không biết được những cái đời sống tu học như thế này, đôi khi là các vị tự làm khổ mình và đày đọa mình suốt cuộc đời đó. Thứ nhất là trong cái tinh thần mà tri túc này, nó là một cái đời sống, cũng là một trong những đời sống phạm hạnh của những người xuất gia. Xin thưa các vị, với cái đà phát triển kinh tế nhiều mặt, nhất là trong xã hội của chúng ta, vì sự phát triển kinh tế này cho nên con người chúng ta có cái hướng đua đòi về cuộc sống vật chất. Chúng ta không biết dừng, và đôi khi chúng ta không biết đủ. Và chính chỗ đó chúng ta đã tạo ra những cái vấn đề trong cuộc sống, mà đôi khi chúng ta tự làm, rồi chúng ta tự than, tự buồn, tự trách cho cuộc sống của mình. Tôi nhớ cách đây khoảng 10 năm, có một cậu thanh niên cũng là Phật tử. Thì khi gặp tôi, cậu có nói như thế này: thưa thầy, sao con thấy cuộc sống bây giờ làm ăn khó quá, kiếm tiền khó quá, rồi làm thấy vất vả, tiền bạc này kia làm nó đi đâu hết trơn hết trội à, con không biết như vậy, thành ra cuộc sống cứ vất vả hoài. Thì nghe quá câu hỏi như vậy, tôi mới hỏi lại như thế này: cái cuộc sống hôm nay là vốn khó kiếm tiền, khó làm ăn, hay là do nhu cầu của chúng ta quá cao mà đắp bù không có nổi? Tôi có hỏi một câu như vậy. Tôi mới nói như thế này: xưa kia là cuộc sống, anh thấy trong làng xóm hay không, nhà tranh vách lá, mỗi một gia đình không có tivi, không có bàn là, không có tủ lạnh, không có bất cứ gì. Thậm chí cái gia đình chỉ có cái nhà không, thậm chí trống trơn người với ông Táo rồi vậy thôi, người ta cũng sống được. Bây giờ mình nhà tường lợp toan, lợp ngói, thậm chí đầy đủ tất cả các tiện nghi, mà chúng ta cứ mở miệng ra là thiếu, mở miệng ra là thiếu. Cho nên tôi mới nói rằng, anh có nhớ ngày xưa khi chúng ta còn trẻ, chúng ta đi học, mỗi một buổi sáng chúng ta đi học,
Ví dụ thôi, mẹ cho chúng ta 5 đồng chúng ta đi học, chừng ấy đối với chúng ta là quá đủ rồi. 5 đồng có thể chúng ta ăn được một gói xôi, trong đó chúng ta còn có thể dư tiền uống được một ly nước đá, hay là thậm chí uống được một ly nước đá siro, hay là ăn một bịch sinh tố. Thở đó, nếu so ra 5 đồng như vậy là đối chúng ta đủ quá. Khi chúng ta lên cả lớp 6 trở lên là phổ thông cơ sở rồi đó, thì lúc đó chúng ta đi học mẹ cho chúng ta 10 đồng thì chừng ấy chúng ta cũng thấy là khảm đủ. À, có thể ngoài cái gói xôi, miếng nước, nó còn chút bút chì hay là còn chút tiền tiêu cho một cái nhu cầu gì đó. Nhưng mà khi bắt đầu đến lớp 9, lớp 10, tức là chúng ta đã bước qua một cái độ tuổi của cái tuổi là biết xài tiền, cái tuổi biết trang sức cho mình, cái tuổi biết so sánh mình và bạn đẹp xấu hơn kém giàu nghèo, thì lúc đó mẹ cho chúng ta đi học mỗi bữa 50 đồng dường như chúng ta thấy bắt đầu thiếu rồi. Có phải vậy không? À, lúc đó bắt đầu thiếu rồi. Hơn một chút nữa cái chúng ta biết phân biệt giới tính, chúng ta biết đây là nam, đây là nữ, chúng ta bắt đầu có cái ý niệm về tình yêu. Rồi chúng ta bắt đầu so sánh để có bạn gái, bạn trai, để cùng đi chơi, để cùng ga lăng, để thế này thế kia. Thì lúc đó chúng ta được lên tới 100 đồng. Nhưng mà 100 đồng này chưa đủ đâu mẹ. Thằng bạn con nó đi cái chiếc quay gì đó, để cho con đi chiếc xe đạp cà tàn như vậy đâu có được. Thì lúc đó phải cho con ít nhất cũng phải cái gì hơn nó chứ, đi lanh hay là DH gì đó để cho qua mặt nó chứ, chiếc quay nhầm nhò gì. À, khi được như vậy rồi, mẹ không lẽ con đi cái chiếc cỡ mà đi lanh hay là DH rồi như vậy, thì tự nhiên cái con không có điện thoại thì phải cho cái điện thoại. Điện thoại lèo tèo đâu có được, phải đi điện thoại loại xịn kia, 10 triệu, 20 triệu gì kia. Thằng bạn con nó như thế, ganh đua như vậy. Từ 5 đồng, 10 đồng, 50 đồng, 100 đồng, bây giờ bắt đầu lên tới 3 triệu. Và như vậy chưa đủ, khi lập nghiệp còn phải cái nhà đơn giản như nhà má ba vậy đâu có được, phải nhà lầu 2 tầng, ít nhất là như thế. Ủa, sắm cái nhà lầu 2 tầng như vậy để chống dọc như vậy sao coi? Nó phải có cái tivi. À, tivi đơn giản đâu có được, tivi phải cỡ 45 inch, 50 inch. À, cái nhà con từng ấy như thế này để cái tivi 14 inch vô lèo tèo ai coi? À, rồi không lẽ có tivi vậy, tủ lạnh đâu? Thế này thế kia bắt đầu các vị. Như vậy tôi chỉ nói đơn giản chừng ấy thôi. Các vị thấy bắt đầu 5 đồng khảm đủ, 10 đồng khảm đủ, 50 đồng bắt đầu thiếu, rồi tới 100 đồng, rồi lên hàng bạc triệu, rồi tới thậm chí lên cả tỷ đồng. Và lúc đó chúng ta có thấy đủ chưa? Đủ chưa? Chưa, tivi tủ lạnh chừng ấy nhầm nhò gì? Còn xe hộp nữa chứ. Đó. Tùy cái mức độ ham muốn của chúng ta. Chúng ta không có đường dừng, chúng ta tự rượt đuổi, chúng ta cứ chạy mãi với những cái đó. Rồi chúng ta cứ mở miệng ra là đời sống bây giờ khó khăn, đời sống bây giờ khó khổ, bây giờ khó kiếm tiền, rồi đau khổ cái này, vật vã cái kia. Tôi nói thật với các vị, cái đau khổ thực tế thì nó ít, mà đau khổ tưởng tượng thì nó nhiều. Trong khi thực tế không làm các vị đau khổ, thực tế không làm các vị nghèo thiếu. Các vị so với 20 năm, 30 năm trước đi, mỗi cuộc sống chúng ta hôm nay như thế nào mà ngày xưa chúng ta chừng ấy ông bà cha mẹ chúng ta vẫn sống một cách bình an, nuôi chúng ta cái ăn cái học đầy đủ. Bây giờ chúng ta đủ thứ trên cuộc đời mà mở miệng là thiếu, mở miệng là thiếu tiền, mở miệng thiếu bạc, mở miệng là không có thời gian để thăm ba, để thăm má, để chăm sóc người thân, để thế này thế khác. Một cuộc điện thoại đôi khi cũng không, bận quá, bận thế này bận thế nọ. Tôi không biết các vị thiếu và bận thế nào. Cha mẹ bệnh hoạn, thậm chí cuộc sống vất vả, chúng ta không biết san sẻ đồng tiền cắt bạc. Đợi chừng nào tôi dư ăn dư để tiền bạc, tôi mới sẽ làm chuyện đó. Nói bằng cửa miệng
nói bằng lời hứa suông trong cuộc đời, trong khi chúng ta quá thừa mứa mà chúng ta cứ bị cột trói đau khổ, cảm thấy thiếu thốn hoài. Chúng ta tự đày đọa mình mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta sống như vậy là văn minh và tiến bộ. Đôi khi thật sự chúng ta đã thừa mứa đến độ mà chúng ta thử nhìn lại bản thân chúng ta đi. Cái sự tiêu thụ nhu cầu của cuộc sống chúng ta như thế nào? Đôi khi chúng ta tạo nghiệp trong quá trình cuộc sống mà chúng ta không có hay. Thà chúng ta để trôi sông trôi biển bằng bệnh tật, tai nạn hoặc đủ thứ khác, chơi bời, sa đọa khác, chúng ta chấp nhận hy sinh ra đồng tiền cắt bạc để làm lợi ích cho đời, cho đạo, cho chúng sinh, cho người nghèo, dứt khoát không làm. Sống bằng những lương tâm ích kỷ của một con người để vua vào cho mình một đời rồi chết đi một cách vô nghĩa, rồi sau đó tùy nghiệp mà dẫn mình đi đâu tùy. Chúng ta sống mà không có trí thông minh, không có tuệ giác theo Phật Pháp, như vậy là chúng ta làm khổ mình chẳng những một đời mà sẽ làm khổ mình nhiều đời. Người không có trí tuệ, không nhìn xa, chết là hết, tôi sống chừng ấy là đã quá đủ rồi. Như vậy tinh thần cục bộ này tự hại mình. 80 năm trên cuộc đời có nghĩa lý gì so với dòng chảy bất tận của sinh mạng cuộc đời chúng sinh này? Chúng ta chưa vãng sanh cực lạc, chưa giải thoát niết bàn, dứt khoát rằng trong quy trình tái sinh này 80 năm chả là cái gì cả, chỉ là một hạt cát trong một sa mạc thời gian mênh mông. Chúng ta sẽ thay thân đổi phận với nhiều hình thái và nhiều thân phận khác nhau mà trong bài giảng này tôi sẽ chia sẻ với các vị. Xin thưa các vị, trở lại vấn đề, chúng ta nhìn nhận một đất nước bạn của chúng ta, đó là Nhật Bản. Nhật Bản có đời sống bình quân đầu người trên mỗi năm là cao ngất ngưỡng, xem như là chỉ thấp hơn một vài đất nước phương Tây thôi. Mà những đất nước như giàu có chẳng hạn, tôi không nhớ là bao nhiêu nhưng mà rất là cao. Đời sống tiện nghi vật chất của người Nhật Bản, xin thưa các vị, không thiếu thứ gì. Một đất nước chúng ta xem như là một siêu cường quốc nhất nhì trên thế giới về kinh tế. Nhưng mà các vị thấy rằng sau một trận động đất sóng thần của Nhật Bản, người dân Nhật Bản, những thành phố bị thiên tai họ sống như thế nào? Trước kia gia đình họ là nhà lầu, xe hơi, tiện nghi vật chất, nghèo bóng đèn cao áp, máy lạnh, máy sưởi, tất cả đầy đủ. Bây giờ sau một trận thiên tai, họ phải đi xếp hàng để mua từng cây đèn cầy như thế này để thắp sáng. Họ phải xếp hàng để xin từng lon nước để uống. Họ phải xếp hàng để đi mua lương thực, thậm chí để nhận những cái phần cơm, phần gạo, phần thực phẩm từ thiện mà do các hội từ thiện cũng như các nước bạn trên thế giới ủng hộ. Ngày xưa họ có của ăn, có để dư thừa một cách tràn mứa. Nhưng trải qua một thiên tai, ai bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó họ phải là người đi sắp hàng để mua những cái ngọn đèn leo lét như vậy? Họ có bao giờ họ nghĩ rằng một ngày họ phải đi xin thực phẩm từng miếng như vậy để nuôi qua bữa hay không? Họ có nghĩ rằng một ngày họ phải nằm dạ bạ với nhau trong một khu tập thể mà chỉ có đủ chỗ nằm và thậm chí không có lối đi không? Đâu ai suy nghĩ tới cái đó. Họ phải đắp những tấm chăn tạm thời như thế trong một mùa lạnh, đâu có ai bao giờ nghĩ như vậy. Cho nên tổ đức chúng ta dạy rất hay là hữu tiền thường ký, vô tiền nhật an lạc, tu phòng hoạn nạn thời là chỗ này. Lúc có tiền phải nhớ rằng những lúc không tiền nghèo khốn khó, và lúc an lạc có cuộc sống bình yên hãy nhớ đến những cái lúc mà hoạn nạn như thế này. Tất cả những điều đó nó xảy ra thì chúng ta đã chuẩn bị, mà nó không xảy ra thì quá tốt với cuộc đời chúng ta. Cho nên vì chúng ta sống không biết đủ, tức là sống bằng lòng tham vọng, so đó, mày dám hơn tao cái này hả? Tao hơn mày cho mày thấy. Một anh kia xài chiếc điện thoại di động 5 triệu, anh này xài chiếc điện thoại 1 triệu rưỡi, đâu có cam lòng. Tao phải làm chiếc điện thoại 7-8 triệu cho mày biết. Anh này khoe ra chiếc điện thoại 7-8 triệu, anh kia đâu có cam lòng. Phải làm chiếc điện thoại 10 triệu cho biết. 10 triệu cũng đâu có cam lòng. Anh này phải làm 15 triệu cho biết. Cái này nói là như vậy. Chúng ta không thiếu mà bị chúng ta đua đòi.
chúng ta so sánh và chúng ta coi như là tìm đủ mọi cách, thậm chí đồng tiền đó chúng ta tạo nên bằng những cái bất chính, mà vì con người chúng ta vô minh cho nên làm bằng những cái đó để chúng ta cảm thấy hãnh diện, tự ngã vì bản thân mình. Mình làm như vậy mình thấy mình ra oai, và mình làm như vậy mình thấy là ga lăng với bạn bè, mình làm thấy mình đúng là thằng biết chơi mót. Đàn anh chị chúng ta tiêu phí, trong khi một người nghèo khổ bán từng đồng từng cát, một ngày kiếm 30.000 đồng để nuôi thân, thậm chí làm trần ai vất vả, trong khi tiền bạc chúng ta xài một cái cách như rác rưởi như thế. Anh này mua chiếc xe du lịch, xe 4 chỗ, xe hộp, xe đời mới, khoảng cho là khoảng 1 tỷ đi, anh kia đâu có chịu. Mày chiếc xe vậy hả, mày dám qua mặt tao hả? Tao làm chiếc xe cỡ 3 tỷ 4 tỷ cho mày biết. Nó cũng là chiếc xe, cũng là phương tiện, nhưng mà không cam lòng khi một ai đó cảm thấy hơn mình. Trong khi hàng triệu người họ chỉ đi bằng xe đạp, thậm chí đi bộ. Thậm chí biết bao nhiêu triệu người đi bằng xe 2 bánh. Chúng ta đi được chiếc xe cỡ ấy, chúng ta đi đua đòi với nhau. Chưa, trong chiếc xe đó nó còn có những cái gọi là cái loa á. Cái chiếc xe tự thân của nó, cái dàn loa như vậy á, là người ta đã nhà sản xuất, người ta sản xuất như vậy, nó đã là hợp lý rồi. Không có chịu, chiếc xe tao giống xe mày, nhưng mà dàn loa tao xịn hơn dàn loa mày. Có nghĩa là thay tất cả dàn loa này, một lần thay như vậy khoảng 15-20 ngàn đô. Như vậy sẵn sàng tháo tất cả những dàn loa của nó để lắp vào một là dàn loa khác, để trị giá hơn cái dàn loa của xe kia rất nhiều, để âm thanh tao xịn hơn âm thanh mày. Rồi thằng kia đâu cam lòng, mày hả? Mày thay tới chừng này hả? Rồi mày sẽ thấy, tao sẽ thay cái dàn loa tới 40.000 đô, 50.000 đô cho mày thấy. Tôi nói thật với các vị, tôi không hiểu nổi những suy nghĩ của những anh chị thời đại như thế này. Xài một cách mất phước. May mắn chúng ta có của ăn của để, có sự dư thừa của cha mẹ, phước báo nhiều đời đã tạo. Bây giờ tìm những cách để đổ sông đổ biển các phước báo này. Khi phước báo không còn thì một cắt bạc cũng không còn mang bên lưng nữa, chứ đừng nói là tới xe hay là cổ hay là cái này cái kia. Chúng ta hạnh phúc an lạc hay đau khổ trên cuộc đời không phải do chúng ta muốn mà được. Tất cả cái này nó lệ thuộc rất lớn vào phước báo của mỗi con người chúng ta. Nếu một người có phước báo, họ sinh ra có một điều kiện thuận tiện để giúp họ ăn hên làm ra cuộc đời hạnh phúc. Còn người thiếu phước báo, sanh ra trong cuộc đời ước mơ cho mình có một cái mái ấm gia đình, của một cái nhà, thậm chí không có được. Trên cuộc đời này ai muốn mình nghèo? Có ai muốn mình nghèo không? Đưa tay lên coi. Ai muốn mình nghèo là đi vô bệnh viện tâm thần liền bây giờ đó. Xin thưa các vị, không có ai muốn mình nghèo. Có ai muốn mình xấu không? Có ai muốn mình bệnh tật không? Có ai muốn mình bất hạnh không? Ai muốn mình bị con hư không? Không. Không ai muốn mình những điều đó. Mà điều đó có xảy ra giữa xã hội này không? Dẫy đầy. Như vậy, một người có được và một người không có, có phải là cái người được này họ khôn, còn người không có họ ngu không? Xin thưa các vị, không bao giờ có chuyện đó ha. Ai cũng muốn mình giàu, ai cũng muốn mình đẹp, ai cũng muốn mình con ngoan trò giỏi, ai cũng muốn hạnh phúc. Nhưng không phải do mình muốn mà được. Nếu trên cuộc đời này do mình muốn mà được thì cả trần gian này không có ai đau khổ đâu các vị. Bởi vì ai cũng nghĩ cho mình đến cái đỉnh của hạnh phúc và vinh quang. Nhưng mà sở dĩ người được người không là tùy thuộc vào cái phước báo của mình từ một đời đến nhiều đời, mà nó tạo ra những hoàn cảnh và những thân phận như thế. Vì vậy hạnh phúc và đau khổ rất là vô thường. Cái gì có được ra từ phước báo nó cũng vô thường. Nếu không biết duy trì gìn giữ những phước báo thì tất cả cái hạnh phúc nó có thể thay đổi trở thành bất hạnh trong một tháng ngày, trong một thời giờ nào đó. Con người chỉ tồn tại và mất đi theo phước báo mà thôi. Vì vậy cuộc sống tri túc là một điều vô cùng quan trọng, biết đủ để giúp chúng ta bảo hòa về cuộc sống tâm lý, đồng thời giúp chúng ta bảo vệ được phước báo của mình được duy trì lâu dài.
cho dù có vô thường cũng lâu dài hơn những khi chúng ta quá tiêu pha và phung phí. Vì vậy, chúng ta nhìn cái đất nước của bạn, chúng ta đã học được điều gì? Điện nước bây giờ chúng ta quá đầy đủ, đôi khi đâu bao giờ chúng ta nghĩ là xài một cái bóng đèn hay xài một cái gì đó chúng ta phải tiết kiệm. Nước chúng ta xài thoải mái, thậm chí những đô thị, chúng ta có những ngôi nhà cao tầng, chúng ta có những ngôi nhà sang trọng biệt thự, chúng ta làm từng cái bồn như thế đó. Thay vì người ta tắm hai xô nước đã đủ rồi, chúng ta quất một cái bồn không biết bao nhiêu khói ở trong đó. Rồi một ngày nào đó sự tiêu thụ nước này nó đã đến mức mà chúng ta báo động, thì lúc đó nước uống còn không có chứ đừng nói mà tắm. Chúng ta phải thấy là như vậy. Ở đây là nói thật chứ không phải nói để hăm dọa ai cả. Các vị ở Hà Nội này là các vị biết rằng vấn đề nước nôi như thế nào rồi. Hỏi trong thủ đô Hà Nội coi. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng khi có nước xài chúng ta không có hiểu để tiết kiệm nước. Và chúng ta thấy nước là của thiên nhiên, và chúng ta nghĩ là cái gì của thiên nhiên là bất tận, cho nên cứ thoải mái mà dùng. Các vị đừng nghĩ vậy. Cái nhà khoa học Việt Nam họ cảnh báo là 2019 là Việt Nam thiếu nước trầm trọng. Nhưng mà tôi nghĩ chưa tới 2019 đâu. Vài năm nữa thôi, các nguồn nước mà nó ô nhiễm đến cực độ rồi thì lúc đó nước uống mà kiếm còn không ra, chứ đừng nói nước xài. Mặc dầu thấy các dòng sông như vậy, có một lần tôi nhớ đọc báo là sông Hồng của chúng ta cạn đến mức báo động, có phải vậy không? Chụp hình và lên báo, tôi thấy là sông Hồng là một cái con sông của cái đồng bằng sông Hồng là miền Bắc, là mênh mông rộng lớn tuyệt vời mà. Mà có một thờ nước nó sát cái bằng, tôi thấy muốn dường như muốn thấy đáy luôn, phải không? Thì các vị nên thấy như vậy. Các vị nhìn qua đất nước bạn, đó là đất nước Kuwait. Một đất nước không bao giờ có nước uống và nước xài. Một đất nước muốn có được một miếng nước uống hay nước xài phải đi đổi với tất cả các nước bạn 2 lít dầu thô đổi được 1 lít nước uống. Các vị có tưởng tượng hay không? Cho nên đất nước người ta quý từng giọt nước một, là tại vì người ta thiếu nước. Mình đất nước có nguồn nước thiên nhiên ban tặng phong phú, nhưng mà cái gì nó cũng có giới hạn của nó. Cái gì vượt quá mức thì nó sẽ tan hoại, đó là chuyện bình thường. Cho nên các vị thấy đất nước Kuwait là không có nước, dầu không mà không có nước. Thành ra dân chúng của họ phải xách dầu thô đi đổi quốc tế, người ta đem nước đến ngọt uống, cung cấp phát cho người dân một cái lượng, được cho liều lượng một cách bình đẳng vậy đó. Bây giờ nhà nước họ đã chế được một cái máy lọc nước, tức là bơm nước biển vào để lọc muối ra, để họ tạo một cái phần nước để cung cấp cho dân chúng của Kuwait. Như vậy khi mà chúng ta ở đây, chúng ta đâu có thấy được những điều quan trọng đó. Chúng ta xài sắm tất cả mọi thứ thải vào nguồn nước một cách vô tội vạ, đó là của thiên nhiên mà. Xài cũng thoải mái, uống cũng thoải mái, thậm chí ly nước uống mới con khúc về còn nhiều đổ cũng vẫn đổ. Cho nên chúng ta lãng phí rất nhiều, phải hiểu chỗ này. Xin thưa các vị, nói thêm một điều nữa, đó là lương thực. Chúng ta không có biết tiết kiệm lương thực. Chúng ta dùng lương thực để nuôi bản thân và lương thực để nuôi gia súc. Các vị biết rằng các nhà khoa học chiết tính là lương thực để nuôi súc vật trên thế giới, để tạo ra được một ký thịt bò, người ta phải tốn 17 kg lương thực. Như vậy một người ăn một ký thịt bò đồng nghĩa với là tiêu hao 17 kg lương thực, tức là gấp 17 lần. Nhưng mà người ta nói rằng tổng số người đói trên thế giới là khoảng 1 tỷ 200 triệu người. Và cứ mỗi 6 giây như vậy, một trẻ em bị chết vì đói. Đây là thống kê của thế giới. Trong khi chúng ta, cái lượng lương thực chúng ta chăn nuôi gia súc, chúng ta thừa đến độ mà người ta nói rằng nếu cắt giảm cái sự chăn nuôi gia súc này thì cái lương thực đó nó thừa ra gấp 2 lần để nuôi số lượng người chết đói. Như vậy chết đói tới 2 tỷ mấy người vẫn nuôi đủ, trong khi bây giờ 1 tỷ mấy người mà đói không có gì ăn. Chúng ta sống ở đây có cơm ăn áo mặc, chúng ta thấy bình thường. Chúng ta nên nhớ vừa rồi trận động đất Haiti, hơn 230.000 người phải thiệt mạng, và bù lại là dân Haiti phải ăn đất một thời.
Tức là họ phải nắn những chiếc bánh tròn tròn như thế này, họ để thêm chút dầu mè gì đó, rồi họ phơi dưới nắng, và họ phải ăn như vậy để qua ngày. Các vị đâu bao giờ nghĩ đến những cái lúc như vậy và hoàn cảnh như vậy. Các vị có nghĩ dân chúng của nước Nhật phải đi kiếm từng miếng ăn và miếng nước và đứng xếp hàng xin từng giờ như vậy không? Đâu có bao giờ nghĩ như vậy. Thì điều đó nó không loại trừ bất cứ một ai trên thế giới này, quy luật của thiên nhiên rồi. Cho nên có những người, tôi nói từ rất lâu, tôi nói trong một bài giảng là sống tiết kiệm. Tôi có nói rồi, các vị sống mà không biết tiết kiệm, các vị sống phung phí, nhất là những đại gia, những tỷ phú mà quá thừa mứa tiền và xem khinh thị đồng tiền, ăn xài một cách ăn chơi phung phí, đi vô casino được người ta phục vụ từ A tới Z, một đĩa ăn như thế này đầy đủ thực phẩm, cơm thịt thà đủ thứ, múc có hai muỗng rồi để đó, rồi nhân viên dọn bàn phải làm gì, qua những món ăn về rồi nguyên cái dĩa như vậy đem đổ vào sọt rác cho làm gì, và biết bao nhiêu ăn bằng cách đó. Một ly cà phê, một ly sữa nhấp vài miếng rồi để đó, rồi nhân viên phục vụ làm gì, xách đem đi đổ. Trong khi vô số người, người ta ngồi ngoài đường để xin được từng miếng thịt, miếng cơm, thậm chí những món đồ thừa mứa của thiên hạ, kiếm mà không ra. Trong khi ở đây chúng ta quá dư thừa, chúng ta ăn bỏ từng dĩa, từng dĩa, từng dĩa như vậy. Và tôi nói những ai mà như thế này, tôi khỏi cần nói, quy luật trời đất nhân quả nó là như vậy, sẽ tái sanh vào những đất nước mà không có cơm ăn áo mặc như ở châu Phi. Và châu Phi phần lớn những người nghèo khổ và không có ăn áo mặc, phần lớn là các đại gia trên thế giới mà phung phí tái sanh vào để trả những cái mà mình quá phung phí như vậy. Đây là quy luật thôi, chẳng có nói gì cả. Thành ra ở đây chúng ta thấy, chúng ta không đủ tuệ giác để chúng ta thấy, chúng ta nghĩ đất nước châu Phi nó nghèo khổ như vậy là cái mặt của nó, là cái chuyện của nó. Nhưng mà chúng ta đâu biết rằng những người trên thế giới hay là những chúng sinh nào mà sống quá ư là hoang phí như vậy để tái sanh vào những đất nước như vậy, các vị đâu có biết. Cho nên ở đây chúng ta cảm thấy rằng đời sống chúng ta đôi khi hạnh phúc lắm rồi, nhưng mà chúng ta cứ làm khổ mình, cứ than thân, cứ trách phận, cứ này cứ kia, cứ đủ thứ như vậy. Xin thưa các vị, tôi muốn chia sẻ với các vị với chủ đề này, mang tinh thần gửi gắm để chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc, bình an, lâu dài, và làm cho tâm thức chúng ta được nhẹ nhàng. Đừng rượt đuổi mình nữa, chính mình rượt mình chứ không ai cả. Mình có cơm ăn áo mặc và có cuộc sống, thậm chí có một nghề nghiệp để làm, thu nhập tạm ổn, quá hạnh phúc rồi. Đâu phải là có một nhà lầu xe hơi mới là hạnh phúc. Nếu một người trong nhà lầu xe hơi đó mà họ là những người quá tham vọng thì họ vẫn đau khổ như thường, chứ đừng có nói là như thế nào. Cho nên trở lại một vấn đề tôi chia sẻ với các vị qua cái chủ đề là tri túc trong đạo Phật, tức là biết đủ trong Phật giáo. Xin thưa các vị, một cái chủ đề này được Đức Phật dạy từ ngàn xưa, mà đôi khi chúng ta không hiểu, chúng ta nhận định và đánh giá sai lầm về một từ ngữ này. Chữ tri túc là gì? Tri là biết, túc là đủ. Tri túc có nghĩa là biết đủ. Và một số người khi nghe đến tri túc là biết đủ, cái nghĩ rằng quan niệm của đạo Phật làm như vậy là kìm kẹp lại sự phát triển của con người. Con người có khả năng vươn lên tầm cao chứ tại sao là biết đủ? Biết đủ cái chừng ấy là đã đủ rồi. Như vậy là kìm kẹp sự phát triển của con người, hạn chế sự phát triển của con người, làm cho con người chậm tiến đi. Con người suy nghĩ cái chữ tri túc của đạo Phật là như vậy. Nhưng xin thưa các vị, nếu chúng ta hiểu cái chữ tri túc của đạo Phật là như thế thì chúng ta chưa tìm hiểu kỹ một vấn đề, và chúng ta còn thiển cận lắm. Đức Phật nào mà dạy chúng ta như vậy? Bây giờ chúng ta cứ quan niệm tri túc là các vị nghĩ như thế này: một anh này có khả năng học được đến đại học, nhưng mà anh học tới lớp 9 nè, không học nữa. Có thể do lười biếng, có thể do cái suy nghĩ gì đó, hay ước mơ gì đó. Cái ai hỏi sao không học nữa vậy? Lên này kia lớp 12 rồi có bằng trung học với người ta, hay là lên thi đại học rồi sau này có bằng cử nhân đồ này kia, đang đi làm với người ta. Thôi
sống theo Phật giáo, sống tri túc chứ. Học lớp 9 biết chữ rồi đủ rồi. Đúng chưa? Hả? Hả? Chúng ta xài tri túc là vậy đó. Rồi bây giờ nè, anh này anh có khả năng anh làm giàu lên nữa để có một cái doanh nghiệp, để có một cuộc sống, thậm chí là anh có thể dư giả để anh có thể là giúp đỡ, ban tặng và tạo công ăn việc làm cho biết bao nhiêu người nghèo khó, thay vì biết thừa khả năng như vậy nữa. Nhưng mà không chịu, làm có đầy đủ tiền chi tiêu qua ngày đoạn tháng, thôi ai hỏi thì sao, sao không làm nữa, điều kiện khả năng trí tuệ và mọi thứ dư thừa, sao không làm lên để có công ăn việc làm cho người thân hay là làng xóm mình, để tạo công ăn việc làm cho mấy người thất nghiệp đồ, rất tốt cho đời, cho xã hội được. Thôi tôi học tri túc của đạo Phật rồi, chỉ cần có hai bữa cơm là đủ rồi, thành ra khỏi cần làm nữa, phải không? Đúng không? Không hả? Không vậy là tại sao trước kia có người nghĩ cái chữ tri túc của đạo Phật là kìm hãm sự phát triển của xã hội? Cho nên chúng ta hiểu bậy bạ như vậy mà làm cho cái chữ tri túc của đạo Phật bị lệch lạc đi. Đức Phật là một người trí tuệ tuyệt vời, một con người phi thường mà dạy cái gì kỳ cục vậy? Chúng ta nên nhớ vậy. Cho nên á, khi mà tôi ở Ấn Độ có chuyện vui, mấy cái anh chạy rích xa là mấy anh thuộc về dân nghèo khổ mà ngày xưa người ta hay gọi như một dân nô lệ của Ấn Độ. Bây giờ người ta không kêu nô lệ nhưng mà nó cũng gần như vậy, là giai cấp phục dịch và chuyên đi làm thuê mướn cho những người giàu có và những cái giai cấp cao hơn của Ấn Độ. Ngay bây giờ cũng thế. Thì chiếc xe ở bên bển nó gọi là xe rickshaw, thì nó giống như là chiếc xe lôi đạp của Việt Nam mình vậy đó. Nhưng mà có một cái là nó làm có mui đồ cũng đẹp lắm. Thì các vị biết rằng, tôi thí dụ thôi, tôi không biết nhu cầu ở bển chừng bao nhiêu, nhưng mà thông thường ví dụ như mỗi một ngày mấy ảnh có thể là 50 ruby là mấy anh đã đủ cho cuộc sống, là do gia đình vợ con rồi. Thành ra ngày hôm đó mà mấy anh đạp được 50 ruby là lúc đó mấy anh đủ rồi. Giờ nằm chơi, bây giờ mình có lợi, mình nói à, tôi muốn đi đó, đi đó, đi đó, không đạp nữa. Hôm nay mà làm tới được 50 ruby là không làm nữa, nằm đó chơi á. Chứ dứt khoát kêu là không làm, rồi mai làm tiếp. Đó. Tức là cái quan niệm của anh giống như là các vị suy nghĩ một cái cách là tri túc vậy đó, không? Phật dạy tôi tri túc cho nên tôi đạp được 50 ruby là tôi đủ sống ngày rồi, thôi ngày mai tôi mới làm nữa, bây giờ có năn nỉ tôi cũng không làm. Nó ngộ vậy đó, mà trong khi họ nghèo khổ. Cái quan niệm của con người nó như vậy. Thành ra ở đây các vị mới nhìn nhận ra rằng, nếu mà suy nghĩ cái chữ tri túc của đạo Phật như vậy là các vị hiểu lầm. Cho nên chúng ta phải nhận chân được chữ tri túc là biết đủ. Biết đủ không có nghĩa là còn thừa khả năng mà dậm chân tại chỗ, mà ở đây biết đủ có nghĩa là khả năng mình không thể vươn lên hơn được nữa, thì hãy an phận và bằng lòng với chính nó. Đừng thù địch, đừng ngoan cố, đừng quá ư là làm khổ mình, đừng thấy này thấy ngọ, thậm chí vì không hơn được nữa ganh ghét với tất cả những người hơn mình thế này thế kia. Cái đó đạo Phật không chấp nhận là cái này. Cái tri túc là chỗ đó. Bây giờ một người này không có khả năng học hơn lên nữa bằng cách nào, bây giờ ép nó học cỡ mấy, cái đầu nó không còn tiếp thu, không còn có thể tiến bộ được nữa, nó đã bão hòa về mặt nhận thức rồi, bây giờ có ép cách mấy nó cũng thế, thì hãy bằng lòng với điều đó. Khả năng của nó làm kinh tế chừng mức đó là đã đủ rồi, không có cách nào vươn lên được nữa, mà bây giờ bắt nó phải lao tâm khổ trí ngày đêm lo lắng, mà phải tìm mọi thủ đoạn, mọi cách để vượt qua, để vươn lên bằng mọi cái cách, cho dù là tạo ác nghiệp. Đồng thời trong quá trình không vươn lên được lại đau khổ, hận đời, hận những kẻ hơn mình, thậm chí là thù ghét những cái kẻ hơn mình. Tất cả những thái độ này Đức Phật gọi là không biết tri túc mà ra. Vì vậy cho nên tinh thần tri túc của đạo Phật đâu bao giờ để bảo các vị phải dậm chân tại chỗ đâu. Đâu bao giờ nói với các vị để chậm tiến về xã hội này đâu. Mà ở chỗ rằng xây dựng một xã hội để có một cuộc sống có trí tuệ, có nhân bản, cầm bằng, để chúng ta phát triển
về cái tinh thần đạo đức không đưa lên được nữa thì nó đã vừa rồi, nhưng mà chúng ta không vươn lên được, chúng ta lại làm khổ tâm chúng ta, lại làm đạo đức chúng ta bị suy giảm đi, làm tinh thần chúng ta ảnh hưởng đi, thì nó là như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng hiểu được những cái lời Phật dạy để chúng ta nhận thấy Đức Phật tuyệt vời lắm. Khi mà chúng ta biết cái đời sống tri túc và sống biết đủ, chúng ta biết vừa phải, biết vừa chừng cái ăn, cái mặc, cái nhu cầu của chúng ta, thì lúc đó các vị sẽ thấy đời sống tâm linh chúng ta tự nhiên phát triển. Chúng ta biết tri túc, tự nhiên chúng ta có tình yêu thương những con người nghèo khổ. Chúng ta biết tri túc, tự nhiên chúng ta có sanh tâm nghĩ đến những người khổ, chúng ta muốn chia sẻ liền. Nhưng mà những người sống không biết đủ là bao nhiêu cũng không đủ, thì không bao giờ có ý niệm chia sẻ đâu. Có một muốn hai, có hai muốn ba, có ba muốn hơn nữa. Chúng ta nhớ cái quán tính tâm hồn của con người mình nó là như vậy. Có những người trong một cái cuộc sống thời đại, một bản thân như vậy gần 300 đôi dép, tôi thấy khủng khiếp quá, không biết đi cái quái gì mà đi giữ thần ôn vậy à. Một mình thôi mà thấy để nguyên cái kệ dép đủ thứ loại, từ cơ bản nhất cho đến loại cao cấp nhất. Hỏi của ai vậy? Dạ của con à. Trời, tôi tưởng đâu một cái quầy bán dép cho ai hết chứ đâu phải của riêng mình như vậy. Một con người như vậy 3-4 tủ đồ, hỏi được nhiêu bộ? Khoảng 400 bộ đồ. Trời đất á, khủng khiếp. Nhưng mà không bao giờ biết đủ chừng ấy, sắm hoài. Có khi không mặc mà cứ sắm tới như vậy. Trong khi có một người nằm bên đường, một cái áo mặc 5-6-7 lỗ mà chấp giá, trong khi chúng ta ở đây gần 400 bộ đồ. Thử cuộc sống giữa người với chúng ta có những suy nghĩ gì. Thì thật ra chúng ta sống không có sai. Tiền bạc thừa mứa có cứ sắm, thừa mứa cứ mặc, thừa mứa cứ mang, của chúng ta không có đi cướp giật của ai. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, phước báo nào nó cũng có cái mức độ của nó. Các vị cứ xài, đỉnh núi nào nó cũng có cái đỉnh, ngọn sóng nào nó cũng có cái ngọn. Nên nhớ là gì? Cái đỉnh cao của cái núi là cái gì? Là cái dốc bên kia, là quy luật. Đỉnh cao của lượng sóng là cái gì? Là điểm xuống của bên kia, đó là quy luật. Như vậy ở đây, khi con người chúng ta cứ xài đến đỉnh cao, cứ sống đến đỉnh cao là phước báo của mình. Nếu cái điều đó mình không vi phạm luật pháp, không làm việc vi pháp, mình có được, mình sống không có sai. Nhưng mà để chừng ấy thì khi mình hết phước thì cũng tự mình chịu. Cho nên tôi thấy một điều tôi cũng đáng mừng là trong xã hội hôm nay có nhiều người giác ngộ được Phật pháp, và có thể là khả năng dư thừa nhưng mà sống rất đơn giản. Ở đây vì hiểu được quy luật đó để duy trì và bảo vệ đời sống hạnh phúc của chính mình. Chúng ta biết rằng Đức Phật trở thành một con người vĩ đại không phải vì Đức Phật là người có quyền uy. Đức Phật trở thành một bậc vĩ đại không phải là Đức Phật sau này là một vị vương giả. Đức Phật trở thành một con người vĩ đại không phải vì Đức Phật có cả một kinh thành. Xin thưa các vị, Đức Phật trở thành một con người vĩ đại vì Đức Phật biết sống cho chúng sinh, biết nhường cơm xẻ áo cho người khác, biết nghĩ đến sự đói lạnh của dân chúng Ấn Độ thời bấy giờ. Ngài là một con người có thừa khả năng tất cả, ăn mặc, thậm chí xe xua, và thậm chí trong tay còn có cả quyền uy của một người làm vua sau này nữa. Nhưng Ngài không bao giờ dựa vào một cái thế lực đó. Ngài không bao giờ dựa vào những cái tiền bạc sẵn có đó mà để hà hiếp dân chúng, hay là để ăn trên ngồi trước và mục hạ vô nhân, tức là nhìn những thân phận đói khổ của bàn dân thiên hạ, của những dân đen bằng con mắt khinh thị, khinh rẻ hay là chê bai bao giờ. Đức Phật trở thành một người vĩ đại mà bao nhiêu ngàn năm sau thiên hạ biết đến, cả thế giới biết đến, và hàng ngàn các nhà đạo đức học, tôn giáo học đã ngưỡng mộ và quy kính Ngài, không phải vì những cái Ngài có thừa mứa và ngồi ngất ngưỡng trên danh vị cao ngất đó.
mà chính là một con người của Ngài đã từ bỏ để hòa mình với cuộc sống bình dân. Cái cuộc sống rất hiểu dân chúng Ấn Độ và đi tìm một cái con đường hạnh phúc giải thoát để đem đến sự bình đẳng của tất cả mọi người. Sự tuyệt vời và lưu dấu đến hôm nay, danh tiếng còn mãi đến hôm nay là vì thế. Nếu Ngài ngồi ở một vương vị để trở thành một vị vua, thì thật ra thậm chí bây giờ Ngài có còn đi chăng nữa thì còn vài ba cuốn sách cổ của Ấn Độ có viết là Ngài tháng năm đó có một vị vua tên là Sĩ Đạt Ta ở tại kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Chừng ấy thôi, dài dòng thôi chứ đâu có nhắc đến cả thế giới này như thế vậy. Các vị thấy có phải vậy không? Đó là điều đương nhiên vậy. Tuyệt vời của Đức Phật là chỗ đó. Còn sở dĩ chúng ta không được ai nhắc đến được vậy, chúng ta làm nào chúng ta ăn hết đó của mình thôi mà. Ai nhắc bao giờ? Sự thật là như vậy. Thì nó không có sai, nhưng mà nó bình thường. Thành ra ở đây có những người nói là tôi làm đủ sống, mắc gì bắt bố thí hay làm phước gì này kia kia nọ. Thành ra thiệt ra các vị, chúng ta nghèo khổ thì làm vất vả mới có tiền. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu được Phật Pháp á, thì người này biết rằng do cái nhân mình ích kỷ, sống cho bản thân mình, không biết san sẻ, bố thí làm phước,